Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 5 đồng token Ripple Plus. Một số thông tin về đồng token này: đồng token phát hành là 1 triệu, đã có 498 tài khoản holder, đã phát sinh 1824 lần giao dịch. Ok, thì đầu tiên là các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nha. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn dưới đó cho mình. Bước 1, các bạn sao chép con chắc. Các bạn có thể sử dụng copy nút copy gun chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Alex của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Ký hiệu VXBS viết hoa nha. Số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo. Nhấp tên token. Rồi, sau khi đã thêm được tiền chỉ tôi cần một ví, các bạn quay ngược trở lại cái website claimairdrop.net vừa nãy mà học. Các bạn nhấp vào bước 2, tìm tới bước 2, nhấp vào cái link rút gọn đây để dẫn tới cái trang website chính nhà mình claim. Chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 1.000 đấy cho các bạn. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0.01 BNB mua cái đồng token này với tổng kim cung của nó rất ít để hold và tờ và cho có ích như là tài khoản nhé. Ở trên đây là một số thông tin về cái tổng token này nhé. Các bạn có thể vào đây và dịch ra để đọc. Rồi, các bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Mua thì nhấp vào phần này. Rồi, mình nhấp vào claim sau các bạn xem nhé. Đây có cái logo ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái nối. Nếu mà chưa được các bạn nhấp vào, chờ một tí này nhấp vào, các bạn nhấp vào claim lại nhé, nó đáp lại nhé. Giga là 0.000548 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Được, dịch đang được xử lý nha. Và các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nha, để cập nhật những dự án mới khi cập nhật token mới nhất được update truyền về mạng Binance Smart Chain nha. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch đăng ký Binance thì bạn này Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây còn có một số tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm đồng Water Velocity. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.